Gần 23 giờ ngày 27 tháng 1 năm 2018, đường phố Sài Gòn vẫn náo nhiệt vì hàng ngàn người hâm mộ đang trong niềm vui sau trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, một nhóm bạn trẻ nán lại. Họ cũng là những người yêu bóng đá. Trong trận đấu, cảm xúc của họ cũng đã lăn theo trái bóng tròn. Dư âm sau trận chung kết lịch sử không chỉ là niềm vui mà còn là một khối lượng rác khổng lồ do hàng ngàn người để lại. Họ xúm nhau nhặt hết lượng rác này để làm đẹp phố đi bộ. Hôm nay coi đá banh thì mọi về xong hết mọi thứ lung tung quá nên phụ mọi người sắp xếp lại gọn gàng thôi. Hơi buồn anh ơi, hơi phút cuối mà để thua phút cuối là buồn lắm. Thì buồn nhưng mà cũng rất là vui tại vì đội mình đã vô tới với chung kết. Vô tới đây là hay lắm rồi. Dạ. Luôn ủng hộ Việt Nam. Cảm xúc nhiều lắm. Thấy cũng thấy mình vui vẻ hơn, mỗi người làm việc vậy thấy vui hơn anh ơi. Trong cuộc vui của hàng chục triệu người, vẫn có những bạn trẻ đã chọn niềm vui khác nhỏ bé hơn nhưng không kém phần ý nghĩa. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.